video quay động cơ của máy tự động bán nước. Đây là cái động cơ của máy tự động bán nước. Thì cái động cơ này sẽ quay được một vòng trên các cái máy bán nước. Nó sẽ có cái lò xo để đẩy nước ra. Thì đây là một cái bộ để điều khiển cái bộ động cơ này quay một vòng. Cái bộ động cơ này thì có 3 dây. Tất cả đây có 3 dây và một cái động cơ 24V động cơ, và có một bộ giảm tốc ở bên trong để tốc độ động cơ. Ở đây là bộ mạch của động cơ gồm 3 dây, 2 dây để cấp nguồn trong động cơ. Đây là dây dương, đây là dây âm và một dây tín hiệu được trả về để cho bộ điều khiển xác định được tốc độ độ quay để hoạt động trong một vòng. Đây là bộ điều khiển để động cơ quay trong vòng một vòng. Bộ điều khiển này có một con vi xử lý, hai con ô tô để ngăn cách dòng, bộ hạ điện áp để lấy nguồn từ 220 vào để nuôi vi điều khiển và nuôi cho động cơ 24V, một cái nút nhấn đề để điều khiển quay động cơ. Có hai cái đèn, một cái đèn trên này để dùng để báo nguồn điện khi vào mạch, đèn ở dưới để báo khi động cơ quay. Đây là 3 dây để nối với 3 dây của động cơ. Có một bên là dây là dương, một bên dây âm và một bên là để dây tín hiệu nhận vào. Nguồn thì nguồn sẽ nhận được từ 220V qua một cái máy biến áp để hạ xuống 24V và hạ vào mạch. Bây giờ mình sẽ test bằng việc cấp nguồn cho mạch. Cấp nguồn thì đèn báo nguồn của mạch sẽ sáng. Đây là nút nhấn. Đây là động cơ. Nhấn thì động cơ quay một vòng và dừng lại. 5 giây sau thì khi nhấn thì không có tác dụng. Khi hết 5 giây thì động cơ lại quay đúng một vòng và dừng. Lúc nào quay thì có đèn ở đây báo. Động cơ sẽ quay chính xác một vòng dựa vào cái phần đằng sau này, nó sẽ quay theo cái đường khớc này chính xác một vòng. Dừng nghỉ 5 giây, khi đang quay mà khi động cơ dừng mà bị rút điện đột ngột thì sẽ không đếm 5 giây nữa và dừng lại. Ngắt điện. Chưa hết 5 giây đã ngắt điện và khi cấp điện lại. Sau khi cấp điện lại bấm nút thì động cơ tiếp tục quay bình thường và đếm nghỉ 5 giây. Giờ mình sẽ test sang cái động cơ thứ hai. Có 3 cái dây là dây dương, âm và tín hiệu. Ở trên động cơ thì cái phần dây tín hiệu là dây ngoài cùng sẽ được buộc xoắn để đánh dấu. Dây âm là dây ở giữa và dây dương là dây phía bên ngoài, đúng theo thứ tự trên mạch. Test. Khởi động nào.
Phần dây mình bị đấu ngược. Phần dây có đồ xoắn là dây tín hiệu. Sẽ được nhét vào bên có chữ S, xích lô. Nghỉ 5 giây nó sẽ quay theo cái đường, có thể nhìn thấy cái đường khớp này hoặc là nhìn bên này để cho biết chuẩn 100%. Nghỉ 5 giây. Cái này thì nó sẽ quay ở cái vị trí khi cái khắc này nó vào phần giữa giữa này. Nếu như mà lần đầu mà khi lắp động cơ mà cái động cơ chưa vào phần trong cái phần vùng xoáy xuống như này thì động cơ sẽ động tự động quay đến cái phần cái nút nhấn được ấn xuống như này thì bộ mạch hoạt động, nó sẽ bị mất một lần đầu để tự tinh chỉnh.